Và một tuần mới lại đến và chúng ta lại có mặt ở đây trong chương trình Bóng Rổ TV In The Pain. Và như mọi khi, phần đầu tiên của chúng tôi sẽ là chuyên mục Hashtag. Cảm ơn những thông tin thú vị mà chuyên mục Hashtag đem lại cho chúng ta. Và bây giờ sẽ là phần quan trọng nhất của chương trình Bóng Rổ TV In The Pain, đó chính là làm quen khách mời. Với những ảnh vừa rồi thì chúng ta đã biết khách mời ngày hôm nay là ai. Đó chính là một cô nàng dancer rất xinh đẹp đến từ Wonder Warrior, một nhóm cheerleader của VBA mùa vừa rồi. Và ngay sau đây sẽ là dancer Hoài Thu. Xin chào Thu. Và các bạn thấy không, khách mời của Bóng Rổ TV In The Pain số nào cũng rất là xinh. Và đây là một ví dụ điển hình như này. Mùa vừa rồi anh được biết là em tham gia vào Wonder Warrior. Đấy là mùa thứ bao nhiêu mà em đã tham gia vào VBA hay không? Đấy là mùa đầu tiên mà em tham gia cùng với Wonder Warrior. Trước đấy em đã casting và làm sao để mà biết đến cái nhóm nhảy cheerleader của một đội bóng tại VBA? Thật ra thì em có theo dõi Wonder Warrior qua các mùa giải trước rồi và em cũng thấy rất là thích. Thì trong lần casting của mùa rồi thì em có tham gia và rất là may mắn lại được vào và hoạt động cùng với mọi người ạ. Suy nghĩ những cái cảm nhận trong mùa đầu tiên được trở thành một cheerleader là thế nào? Và cheerleader và dancer bình thường thì sẽ khác gì nhau nhỉ? Bình thường nếu bọn em là dancer thì bọn em sẽ chỉ trình diễn các bài là xong ấy ạ. Còn khi mà em làm cheerleader thì em được kiểu trải nghiệm cảm giác cổ vũ tất cả mọi người trên sân và kiểu nhịp tim cũng đập theo từng đường bóng của các anh luôn ấy ạ. Rất là thích ạ. Cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong mùa vừa rồi? Mùa vừa rồi trận đáng nhớ nhất và cũng là màn trình diễn đáng nhớ nhất thì đó là trận của Thăng Long Warrior và Cần Thơ Catfish ạ. Nó là vòng playoff ạ. Em trước đấy đã từng tham gia vào bất kỳ hoạt động bóng rổ nào hay chưa? Dạ, chưa ạ. Chưa? Vâng ạ. Vậy thì anh xin hứa và đảm bảo em rằng là ngày hôm nay Bóng Rổ TV in Japan sẽ đem tới cho em những cái thú vị nhất của bóng rổ. Và ngay sau đây sẽ là thử thách đầu tiên mà tôi và Hà Thu sẽ tham gia của Bóng Rổ TV in Japan. Trước khi bước đến với cả phần thử thách này, em nghĩ đâu là cái yếu tố cần thiết cho một vận động viên bóng rổ nhỉ? Kỹ năng, sức bền, một cái đầu lạnh. Như thế nào là cái đầu lạnh nhỉ? Là mình phải tỉnh táo để xử lý các tình huống ở trên sân ấy ạ. Đúng rồi. Nhưng ngoài ra thì một vận động viên bóng rổ hay là một người chơi bóng rổ bình thường còn yêu cầu tố chất nữa, đó chính là sự nhanh nhạy. Và trong phần thử thách đầu tiên này của chúng ta, đó chính là thử thách sự nhanh nhạy. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ đi quanh cái khu vòng tròn trung tâm giữa sân. Khi biên tập ở ngoài hô lên bất kỳ con số nào, chúng ta sẽ phải lao tới và cướp trái bóng của con số đấy. Sau đấy thì nó sẽ trở thành một bộ môn nó rất quen thuộc rồi, đó chính là bóng né. Và khi anh ném trái bóng về phía em sẽ phải tránh được. Nếu mà em tránh được thì anh sẽ là người thua cuộc. Còn nếu mà trái bóng đập vào người của em thì em sẽ trở thành người thua cuộc trong lượt chơi đó. Và trong phần thi này chúng tôi có 5 lượt chơi. Và Thu này, em đã sẵn sàng để bước vào phần thử thách đầu tiên của chúng ta chưa? Sẵn sàng rồi gì? Ok, let's go. Khi mà nhìn thấy nhiều bóng như thế này thì em cảm giác là biên tập của bên anh sẽ đọc con số nào đầu tiên. Em có cảm giác... Và trong khi mà Hoài Thu còn đang định nói là em có cảm giác thì biên tập của chúng tôi hô vang lên con số 4 đầu tiên. Và vừa rồi thì trong lượt chơi đầu tiên thì Hoài Thu đã giành được một điểm rồi đấy. Con số nào đây, con số nào đây? Ba. Ôi trời. Nhưng mà còn đến 3 lượt chơi nữa. Thế nào là anh cũng sẽ cố gắng để giành chiến thắng trước em thôi Thu ạ. Em sẽ chờ đợi. Đây rồi, đây rồi. Ôi. Liệu rằng là tôi có thể là lật ngược được tình thế hay không? Hai. Hai. Yeah, hai đều. Hai đều, hai đều các bạn ạ. Căng thẳng quá các bạn ạ. Ôi trời. Và như vậy là vừa rồi, với việc mà tôi đã có thể né được tình huống đó của Hoài Thu thì rõ ràng là tỷ số 3-2 đã là tỷ số chiến thắng của tôi trong lượt thử thách đầu tiên của Bóng Rổ TV in Japan. Em thấy sao về trò chơi đầu tiên này, có cảm giác khá là mệt đúng không?
Vâng, cũng cảm giác phải động não rất nhiều. Động não này. Nhanh tay nhanh mắt nhìn thấy, định hình xem là số của biên tập nói nó đang ở đâu trong cái vòng tròn mà mình đang đi á. Đúng rồi, vì tôi có đến 2 lần là tôi cầm nhầm số. Nhưng dù sao phần chiến thắng trong thử thách đầu tiên này vẫn thuộc về Sơn Bé các bạn nhá. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thử thách thứ hai của Bóng Rổ TV in Japan. Trước đây em đã từng có tiếp xúc với bộ môn bóng nào ngoài bóng rổ ấy chưa? Chưa ạ. Chưa? À, vậy thì ngày hôm nay thì em sẽ tiếp xúc với một trái bóng, một loại bóng rất là nhỏ, nhẹ và đó chính là trái bóng bàn. Trái bóng bàn đó sẽ nằm ở trong cái bát ở vị trí dưới kia. Nhiệm vụ của anh và em sẽ là phải đưa làm sao thật nhiều trái bóng bàn về phần mắc cơ của mình nhất. Và thử thách thứ hai này cũng là một thử thách nói lên về cái sự khéo léo của một người vận động viên, một người chơi thể thao. Và chúng ta sẽ sẵn sàng và bắt đầu thử thách thứ hai của Bóng Rổ TV in Japan. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu trò chơi này. 3, 2, 1, let's go. Khó. Em không thể hỏi được đâu. Nhìn vào số lượng bóng ở trong hai marker dưới đây thì có lẽ là tất cả chúng ta đều đã biết được rằng ai là người thắng cuộc và thu này. Em đã có 5 trái bóng ở trong marker, anh thì chỉ có 3 thôi. Thực ra là 3 trái rưỡi các bạn ạ. Nhưng mà em có bí quyết gì để mà có thể thể hiện sự khéo léo trong trò chơi vừa rồi hay không? Bí quyết của em là phải giữ cho cái thìa thật là cân bằng ấy. Mình phải dùng cơ môi anh ạ, mình phải dùng cơ môi thật chặt. Cái lúc mà anh cảm thấy khó nhất đó chính là lúc mà bị em tạo dáng phòng kiểu như phòng thủ ấy, giống như phòng thủ trong bóng rổ. Và lúc đó thực sự là cái thìa của anh nó rung lên rất là nhiều. Và với tỷ số là 5-3, phần chiến thắng đã thuộc về Hoài Thu trong phần thử thách thứ hai của Bóng Rổ TV in Japan. Yo, và cuối cùng chúng ta bước đến với phần thử thách thứ ba của Bóng Rổ TV in Japan. Số tuần này trong tay của anh đang là một trái bóng. Em có nhìn thấy chữ WNBA ở đây không? Có. Đây là trái bóng chính thức được sử dụng cho giải bóng rổ nữ tại Mỹ. Và trái bóng này sẽ phù hợp với em trong phần thi này, anh nhường em. Và trong phần thử thách thứ ba này thì sẽ là trò chơi Hodge. Giống như mọi khi thì tôi sẽ đưa ra 3 thử thách về những cú ném rổ dành cho khách mời của chúng ta. Và Hoài Thu sẽ phải thực hiện 3 động tác như sau. Thứ nhất đó là bank shot, là ném tựa bảng. Thứ hai đó là free throw, đó chính là cú ném phạt trong bóng rổ. Và cuối cùng thì là động tác jump shoot, nhảy ném. Ngược lại thì khách mời Hoài Thu của chúng ta cũng sẽ có 3 điệu nhảy sẽ dành cho cá nhân của Sơn Bé. Và em đã suy nghĩ về những điệu nhảy mà mình sẽ dành cho anh chưa? Em nghĩ là em đã nghĩ ra rồi đấy ạ. Nó là những cái động tác gọi là những cái chuyển động của cơ thể mình thôi ạ. Và ngay sau đây sẽ là phần host dành cho Sơn Bé và khách mời. Trong quá trình mà tham gia Wonder Warrior thì em có ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Em thích Justin Young. Justin Young đúng không? Và bật mí cho các bạn, Justin Young cũng là một cầu thủ cực kỳ giỏi trong những cú ném tựa bảng. Và đây sẽ là cú ném thử thách đầu tiên cho khách mời của chúng ta. Khu này em có thể nhìn ở phần bảng rổ thấy một cái khung màu đen đúng không? Và đó chính là phần bảng mà chúng ta sẽ phải shot vào. Nó sẽ giống như sau đây.
Và nhiệm vụ của em sẽ là đứng ở vị trí này, chéo với cả phần bảng và ném một cú ném giữa bảng và phải đi vào rổ. Ok chưa? Ok, let's go. Sau cú ném vừa rồi, Hoài Thu đã ném bóng quá cao. Nhưng không sao, Hoài Thu sẽ còn hai cơ hội nữa trong hai tình huống ném tiếp theo của mình. Và ngay sau đây sẽ là free throw, cú ném phạt. Yo! Vừa rồi thì Hoài Thu đã thành công trong tình huống ném thứ hai của mình. Rõ ràng là động tác free throw này nó sẽ dễ dàng hơn cho em đúng không? Đúng rồi ạ. Và ngay sau đây thì sẽ là phần ném rổ cuối cùng dành cho Thu. Đó chính là tình huống jump shoot. Một tình huống cực kỳ cơ bản trong bóng rổ hiện đại. Cố gắng lên. À, vừa rồi thì Hoài Thu đã không thể nào thành công trong cú jump shoot của mình. Những kỹ thuật đấy rất là khó. Chắc là phải tốn rất nhiều thời gian luyện tập thì mới có thể ném trúng được ấy ạ. Đúng rồi. Và những cầu thủ họ đều bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập để làm sao tạo nên một thói quen tốt dành cho những cú ném của mình. Và biết đâu sau ngày hôm nay thì Hoài Thu lại xuất hiện ở những sân bóng rổ và có thể tập luyện những tình huống ném bóng một cách nhuần nhuyễn hơn, thuần thục hơn. Và đó là một điều mà tôi hy vọng. Và bây giờ sẽ là phần thử thách mà Hoài Thu dành cho Sơn Bé. Và các bạn thắc mắc là dancer Hoài Thu của chúng ta nhảy như thế nào thì ngay sau đây các bạn sẽ biết trình độ cực kỳ cao của dancer Hoài Thu, người đang thuộc Wonder Warrior. Và sẵn sàng ra thử thách cho anh chưa? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng, ok. Động tác đầu tiên đi xem nào. Bây giờ động tác đầu tiên thì mình sẽ thử một động tác của B-Boy anh nhá. B-Boy à? Chết. B-Boy là breakdance đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ok, động tác. Mình bắt đầu nhá. Nhiều sức mạnh ấy. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Đúng rồi ạ, mình lặp lại như thế. Mình cứ lặp lại như thế 4 lần. Mình okay. Lặp lại nhá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi đúng khi mà tôi lựa chọn bóng rổ rồi. Tôi đúng khi mà lựa chọn môn thể thao này rồi. Nào, bắt đầu nhá. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thế rồi, kiểu này chắc chắn là cầm chắc phần thua trong cái phần này rồi. Anh xin thua. Ok. Động tác tiếp theo đi. Tác tiếp theo nào. Bây giờ là sẽ đơn giản hơn một chút nhá. Hip hop đi. Hip hop dance. Hip hop. Em sẽ làm mẫu trước một lần nhá. Ok. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Được chưa? 1, 2, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 8. Okay. Cái này okay. Có vẻ anh ấy làm tốt hơn đấy ạ. Có vẻ thuần hơn rồi đấy. Bây giờ mình thử thách nhá. Thử thách nhá. Nào, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Ấy, được rồi, quả này là được rồi này các bạn ạ. Chắc chắn là cái em đánh giá sao về cái màn cosplay điệu nhảy vừa rồi của anh nhỉ? Được ạ, duyệt. Duyệt gì? Còn động tác cuối cùng thì là thế nào đấy? Bây giờ chúng mình sẽ thử một chút với sexy dance nhá. Ôi dồi ôi. Các bạn nhớ cái chương trình trước là tôi đã từng thử với sexy dance rồi các bạn ạ. Nhưng ngày hôm nay lại lần nữa đấy. Nó sẽ là những cái chuyển động về hông. Thì hông của chúng mình. Được ạ. Hông mà. Em bắt đầu nhá. Rồi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đơn giản đấy thôi ạ. Mình sẽ đưa tay từ trái ra. Đồng thời hông cũng sẽ đưa theo tay luôn. Bước chân nào, bước chân trái. 1, 2. Và nhịp 2 thì hông đẩy lên, đúng rồi ạ. 3, 4. Đúng rồi ạ. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái đoạn cuối là anh làm được nhưng mà đoạn đầu hơi khó đấy. Thế nên là Thu phải chấm điểm cho anh cái đoạn nào chứ? Thôi thì mình sẽ chấm trước cho nhau một chút nhỉ? Chấm trước, được chấm trước rồi. Vượt qua. Vậy là với việc là vượt qua 2 trên 3 điệu nhảy thì có vẻ như là chiến thắng của phần thi này cũng đã thuộc về Sơn Bé. Bản thân tôi đã có 2 chiến thắng trong 2 trò chơi của ngày hôm nay. Còn Hoài Thu thì giành được 1 chiến thắng mà thôi. Và như vậy, chiến thắng của Bóng TV The Pain số tuần này đã thuộc về Sơn Bé. Và Hoài Thu này, em cảm nghĩ ra sao về những trải nghiệm bóng rổ mà mình có trong ngày hôm nay? Em cảm thấy rất là thú vị và em có lẽ là đang suy nghĩ đến việc là có thể mình cũng sẽ đi tập bóng rổ đấy. Mùa giải trước chúng ta có một dancer Hoài Thu rực cháy ở sân Tây Hồ.
và đôi khi còn xuất hiện tại những trận sân khách của Thăng Long Warriors để cổ vũ cho đội bóng. Sau ngày hôm nay, rất có thể là chúng ta sẽ bắt gặp Dancer Hoài Thu ở những sân đấu, ở những sân bóng rổ. Đến với những thử thách của Bóng Rổ TV in the pen. I'm done. Và thời lượng của Bóng Rổ TV in the pen số tuần này đã đi đến những phút cuối cùng rồi. Và ngay sau đây, chuyên mục Fun and Fact sẽ thay cho lời chào kết mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Bóng Rổ.